Trân biết là mỗi lần đi ăn buffet, mỗi người sẽ có một quầy yêu thích khác nhau. Nhưng nếu chỉ với 1,5 triệu một người mà có thể thỏa thích ăn hải sản như vậy nè, lại còn có đầy đủ tất tần tật các loại sashimi, sushi và biết bao nhiêu là món thịt cao cấp nữa thì Trân tin chắc kiểu gì cũng chiều lòng được mọi người. Hôm nay mời mọi người cùng Trân trải nghiệm buffet cao cấp tại The Lock, mà cũng dễ hiểu vì sao buffet The Lock lại nổi tiếng thôi. Giá bắt đầu chỉ từ 1,5 triệu mà mọi người nhìn quầy line hải sản này nè. Phải nói là món hải sản nào được đặt lên đây đều to và tươi ngon. Muốn ăn món nào thì mình cứ việc lấy thôi, không cần phải lựa đâu mọi người, bởi vì chất lượng con nào cũng đồng đều. Chọn món xong mình chỉ cần đưa cho đầu bếp chế biến là tada, có thể ăn thỏa thích bao nhiêu món hải sản thơm ngon rồi. Đầy đủ các món cá hồi, bụng cá ngừ, cá trích, thoải mái cho mọi người lựa chọn. Nào là sườn trừu, bò Mỹ nướng, tất cả đều là món thịt cao cấp, luôn nóng hổi để sẵn sàng phục vụ mọi người. Có cả quầy sốt tự chọn để mọi người muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy nha. Thật sự nếu như Trân review chi tiết từng món ăn tại buffet của The Lock thì chắc video này sẽ dài đến 10 phút. Và đây, quầy line tráng miệng của The Lock chưa bao giờ làm Trân thất vọng luôn. Một điểm cộng nữa mà Trân thích ở The Lock là nhân viên ở đây dễ thương lắm mọi người. Có dịp hãy đến trải nghiệm The Lock nha.